Ok chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài số 32 Trong cái series học 3DS Max thiết kế nội thất online 2023 Các bạn vào bài số 32 ném giúp tôi cái ảnh này vô Property Detail 1024768 Rồi, ở đây chúng ta lại có một cái bàn. Chưa biết nó là cái bàn trà hay là bàn ăn cơm đúng không? Và cũng tương tự giống như những bài trước thôi, chúng ta sẽ phụ thuộc vào một cái kích thước tiêu chuẩn nào đó. Cụ thể ở đây đó chính là chiều cao bàn, đường kính mặt bàn, đường kính mặt chân đế. Nếu mà vẫn khó xác định, kế tiếp chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào những cái chi tiết sâu hơn. Ví dụ chiều cao của cái đế này, rồi những cái thanh sắt này kích thước bao nhiêu? Thì như vậy chúng ta mới đưa ra được một phán đoán chính xác Rồi Thì đối với những cái bạn không phải là dân kiến trúc Nghĩa là không được học Hay là đào tạo về vẽ vời Xác định tỷ lệ của những cái đồ vật Thì các bạn có thể áp dụng cái cách tôi thường làm Cho số đông Đó là sử dụng cái measure distance Tôi sẽ kích vào đây này Nó hơi thiên về yếu tố kỹ thuật một chút Nhưng dù sao nó cũng tốt Rất nhiều kiến trúc sư còn phải sử dụng công cụ này mà Nhiều khi cái mắt áng chừng nó đâu chính xác được chiều cao bàn rơi khoảng tầm gần 500 đường kính 1 mét gấp đôi rồi đường kính mặt chân đế 423 xem xem với chiều cao luôn hơi căng đấy bởi vì nếu giả sử cái bàn này nó là bàn uống trà. Nghĩa là cao khoảng bốn trăm rưỡi. Thì cái đường kính mặt bàn này nó sẽ rơi vào khoảng tầm chín trăm. Cũng khá là hợp lý. Và đường kính mặt chân đế này. Nó cũng phải cỡ hơn ba trăm. Đường kính mặt chân đế như vậy là tương đối vững chắc rồi. À? Còn trường hợp các bạn cho rằng cái bàn này là bàn ăn cơm. Chiều cao bảy trăm rưỡi. Thì cái đường kính mặt bàn này nó sẽ rơi khoảng tầm mét rưỡi cũng khá là hợp lý các bạn có thể lên trên Google search đường kính mặt bàn tròn cho 4 người, cho 6 người, 8 người hay là 10 người. Họ sẽ đưa ra một số những cái kích thước tiêu chuẩn. Nhưng những kích thước đó gần như nó là tối thiểu áp dụng cho những cái người thực khách rất là đơn giản. Nghĩa là sử dụng những cái món cơ bản. Còn tôi vẫn nói rồi, nó không phải là cố định hay là tốt cho tất cả mọi người. Với những cái tầng lớp cao cấp hơn, họ có nhu cầu trang trí bày biện nhiều hơn thì cái đường kính bàn như vậy nó quá hẹp được chưa nhỉ nhưng thường khi mà thiết kế chúng ta sẽ lấy theo cái yếu tố tối thiểu với những kiến trúc sư mà có nhiều kinh nghiệm hơn thì cái dùng sai nó sẽ thay đổi chứ không phải lúc nào nó cũng vậy nha còn phụ thuộc vào cái cảm quan đối với cái chủ nhà như thế nào nữa và với chiều cao bảy trăm rưỡi thì cái đường kính mặt chân đế này dựa theo tỷ lệ đó các bạn có thể đoán là tầm hơn 600 đường kính mà chân đế mà hơn 600 thì là quá ok rồi cũng tương đối hợp lý vững chãi như vậy chúng ta rất là khó đoán đây là một cái bàn uống cà phê hay là cái bàn để dùng để ăn cơm bây giờ tôi sẽ xác định những cái kích thước chi tiết hơn này đó là cái chân đế chẳng hạn xem nó là bao nhiêu tôi sẽ zoom to lên đo thử phát 34. Thanh sắt nhỏ phía trên. 13.5. Nếu tôi giả sử cái bàn này là bàn ăn cơm là cao 7.5 đúng không? Vừa rồi chúng ta đo chiều cao của nó tương ứng là 493 chia cho 34 bằng 14.5. Gấp 14.5 lần. Và tôi sẽ phải lấy 750 chia cho 14.5 hơn 5 phân tương đối là hợp lý bởi vì dựa với tỷ lệ này các bạn có thể thấy độ dày của phần chân đế này, với độ dày mặt bàn là xem xem với nhau tôi sẽ lấy tiếp 34 chia cho 13.5 gấp 2 lần rưỡi nghĩa là tỷ lệ này này đồng nghĩa với việc cái thanh sắt này chúng ta nó sẽ có kích thước là hai phân Quá hợp lý rồi Sắt đặc 20 là quá chuẩn luôn Như vậy là cái bàn này chúng ta chắc chắn Nó sẽ là cái bàn ăn cơm Ok Độ dày mặt bàn 5 phân Chân đế 5 phân Chiều cao 750 Đường kính 1m5 Đường kính mặt chân đế Rất dễ 493 chia 423 chiều cao bàn gấp 1,16 lần cái đường kính mặt chân đế 750 chia cho 1.16 rơi đâu đó khoảng tầm 600 rưỡi nha chốt vậy đi đường kính 6 rưỡi cao 7 rưỡi rồi ở đây tôi sẽ vẽ cái mặt bàn trước dễ nhất nếu không nhớ kích thước đó thì các bạn ghi ra giấy nhé. cylinder chuột phải. Hai sắc tăng size chiều cao 5 phân, bán kính 750. Edit poly luôn. Và cái phần góc cạnh này nó không sắc. Này là tôi sẽ bị chamfer cạnh. Kích của chamfer. Sắc men 0. ở Mao với kích thước lớn tôi để khoảng 2 ly đây. Trong một số trường hợp không nhất thiết là các bạn sẽ để cái segment này bằng 0. Nếu để bằng 0 thì nó sẽ hơi vát như này. Các bạn muốn nó bo tròn lại rất dễ tôi sẽ tăng lên 2. Được chưa? Như này cũng đẹp mà. Chỉ cần để 2 thôi nha. Để 1 thì nó như thế này thôi, nó không được trơn tru lắm. Và để cho những cái mặt này nó đỡ phùng phình, nghĩa là nó bớt cong cho nó phẳng. Kéo ra đây smooth chamfer only ok rồi nghĩ là sáng tạo đấy, đấy các bạn xem kỹ clip cố gắng nhập tâm vào dần dần biến cái kiến thức hay là cái kỹ năng của tôi thành của các bạn cơ như vậy nó mới ổn rồi các đồng chí thực hành tới khúc này đi stop ok còn đối với phần chân đế rất là dễ nhưng cần lưu ý này cái hình dáng nó giống vậy đấy. Và cái khoảng này ấy, Là nó gấp đôi với cái thành sắt này luôn Nghĩa là khoảng tầm 4 phần Đơn giản thôi Giữ ship copy xuống Để dạng copy Xóa xóa Bán kính 650 chia 2 325 Kế tiếp edit poly nữa. Bấm số 4 chọn màn này Chọn file Insert 40. Rồi sau đó chúng ta mới giật lên đúng không bằng cái xanh sắt này luôn 20 Ok báo số 4 thoát rồi Tôi có thể ở like vào cái mặt bàn này luôn Theo phần trục Z Minimum bằng maximum Ok Sau đó tôi mới giặt xuống 750 Trừ 750 Vậy chính xác đấy Rồi tiếp tục này Cái này Dường như nó vuông luôn Thực ra những cái thanh sắt dọc này Cái tiết diện nó bé hơn So với những cái thanh sắt ngang đo thử này. 9.8 13 13.5 chia 9.8 gần gấp rưỡi gì nữa như vậy đối với những thành sắt dọc các bạn có thể lấy cho nó cái tiết diện rộng khoảng tầm 17 ly đi cái này bề dày nó vẫn là 20 đúng không? Chiều sâu 20. Và cái thanh sắt dọc cũng vậy, chiều sâu 20 luôn. Để nó khớp vào cái thanh sắt ngang này. Vậy nha. Chỉ có mỗi bề rộng này nó hẹp hơn một chút thôi. Tôi sẽ đi từ cycle Psycho... TZ bấm phím G tắt lưới. Chuột phải rendering Cứ bật 3D ảo đi rectangular 20 20 interpretation adaptive ở vào đây luôn apply x y e, center center ok chỉnh tay đỡ với cộng trừ nhân chia nhất đầu đó Kéo nó xuống chút. Cái khoảng cách này. 13.5 51 gấp 3,7 lần Nhân 20 Như vậy cái khoang này Nó sẽ rộng khoảng tầm 75 Ok nha Các bạn thực hành tới khúc này đi Stop Tiếp tục này Qua đây Vành tròn này Tôi sẽ Ctrl V Để dạng copy đi OK 75 cộng với 20 còn đối với những cái thanh sắt dọc Thì các bạn có thể đi từ rectangle Sau đó xoay phát là xong rồi Những cái thanh sắt này Hoàn toàn có thể vẽ rời ra Sau đó cũng xoay giống như vậy Khoảng cách này 75 Những cái độ dày thanh này Là 17 Sâu 20 chuột phải chiều sâu 20 width 17 width 75 cộng với 17 92 len để bao nhiêu cũng được convert sang SPLine luôn và tất nhiên rồi tôi sẽ xóa cái cạnh dưới đi bấm số 2 xóa cạnh trên xóa luôn rồi đưa vào đây tôi sẽ lại với cái vành sắt phía dưới này. theo phương trục z min màu mắc để chưa apply theo phương trục x center một center luôn ok kế tiếp kéo tay vào đứng vùng nhìn right Ok. Cho nó gặp một chút. Và dù các bạn xếp có khéo cỡ nào thì cái hình chúng ta nó cũng giống như này và trong bd smart cái điều này rất là tệ bởi vì cái mặt này chúng ta nó phẳng mà có cái mặt này thì nó cong làm sao mà xếp khớp được nên ở đây tôi sẽ mượn hai cái thanh hình chữ nhật này để làm cái dưỡng sau đó chúng ta sẽ có nó cạnh trực tiếp tại đây brick phía trên với phía dưới đồng thời cũng kéo những cái polygon này lên trên tưởng tượng được không nhưng ở đây tôi không muốn mất quá nhiều công sức Nên tôi sẽ nghĩ tới phương án chỉ là một khu vực này thôi Sau đó là array ra ba vị trí nữa Tôi sẽ chọn hai đối tượng này Kích vào đây Đứng vùng nhiệt tốt Thì nếu tình ý các bạn sẽ thấy Tất cả những cái đường chỉ Vùng vực như này Nó thể hiện là chính giữa Chính giữa tim Tương tự với phía bên trái Đường này Được chưa Rồi Tôi đếm này 1, 2, 3, 4 4 mặt mỗi phía Như vậy chúng ta cần đi tách 4 cái mặt này ra Tương tự với khúc phía này Phía này và phía trên cũng giống vậy Nên là tôi sẽ quét chọn cái vành trò này Edit Poly cho you nó know? Chọn cơ độ 4 Quét những cái mặt này Đi cho nó ra một đối tượng khác Nhưng cần thật là lưu ý này. Cái đối tượng này chúng ta Cái pivot nó vẫn nằm chính tim Thì sau này các bạn xoay Nó mới khớp được nha yeah. Còn nó lệch là toi đấy Đây Cho cái đó 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Xóa luôn xóa xóa ở đây ok bởi vì tôi có khúc này rồi sau này tôi chỉ cần copy xoay là xong khớp hết được chưa rồi các bạn thực hành tới khúc này đi stop ok tiếp tục này bấm số 2 Ring Connect Slide Đẩy ở đây một chút Ok Tương tự Cạnh này Giữ control, Nhảy đúp vào đây trở phải Connect Slide Ok Đúng vụ nhìn tốt này Tôi sẽ bấm số 1 Kéo cái điểm này Dịch chuyển cho nó đâu đó Về cái vị trí sát cái mép này nhìn cho nó thật nhưng khi mà kéo ấy thì hoặc là các bạn kéo cho nó khéo còn không ấy khi mà di chuyển này nó sẽ làm cho hình chúng ta nó bị méo mó nghĩa là cái biên dạng bên ngoài này nó không còn giữ được như lúc trước đấy thì trong đối tượng poly nó cũng có một cái tính năng giúp cho chúng ta giữ được những cái cạnh biên này bằng cách trong cái mục edit geometry constraint các bạn để giúp tôi h là cưỡng bức theo cạnh nghĩa là những cái đối tượng mà được tạo thêm tạo mới thêm nó sẽ di chuyển bên trong những cái cạnh lúc đầu và các bạn không thể nào làm biến dạng những cái cạnh lúc đầu được được chưa đây nó gọi là cưỡng bức theo cạnh di chuyển ở đây nhìn chung không cần quá chính xác chỉ cần xem xem được rồi tương tự đó. Đó. Với cái hình này cũng vậy, bấm số 1 thoát ra, bấm số 2 quét. Ok. Kéo đem chút. Bấm số 1 điểm này. Kéo đây. Bấm số 2 quét chuột phải connect. Chuột phải. OK, bấm số 1, di chuyển. Đó, nhớ cái tính năng này nha, rất là hay đấy. OK, tiếp tục này. Và vì một lát nữa, chúng ta sẽ có cái nhu cầu kéo những cái mặt này lên, đưa những cái mặt này xuống. Bởi vì cái số lượng mặt chúng ta đang hơi nhiều. Nên là sau này rất là dễ nhầm lẫn. Tốt nhất tôi sẽ chọn cái độ bốn chọn những cái mặt này Ê, chút nó lên trước chọn phải Ê, chút và một cái điều nữa trong trường hợp của tôi thì tôi chọn 8 mặt của các bạn có khi thành 10 mặt cái chuyện nó bình thường thôi lưu ý là chúng ta chọn những cái mặt nào ấy mà nó trùm những cái vật thể này được chưa nhỉ ok bấm số 4 thoát ra xóa luôn hai cây này đi tôi không cần nữa kế tiếp bấm phím e giữ ship lắc để copy ok và rất là nhanh tôi sẽ chuột phải ở tách luôn chuột phải kết thúc lệnh Những cái điểm này bây giờ tuy rằng nó khít Nhưng chưa hàn lại nhé Tôi phải ấn Ctrl A này Cái tiếp kích vào Well Hàn những cái điểm này lại Để Sau này transfer nó không bị lỗi Đó Và khi mà đã sử dụng xong cái tính năng Edge Của cái mục Train, thì Các bạn trả về năn nha Để chúng ta kéo điểm cho nó giống như Thông thường Chuột phải attack Chuột phải kết thúc lệnh Bấm số 4 Quét từ trái sang Chùm những cái mặt phía dưới Giữ giữ ship Kéo Ok Và như vậy là khớp luôn Phía trên Chợt cái 1 Kéo lên thôi Bật bắt điểm gì đây Còn đối với cái phần này thì cũng làm tương tự. Chúng ta có thể vẽ cái chi tiết này trước. Các bạn thực hành tới khúc này đi. Stop. Đo thử từ đây tới đây. 89, 90 luôn. Từ đây tới đây, 53. 90 chia 53 gấp 1,7 lần nhân luôn với cái kích thước độ dài cái đoạn này là 75 như vậy cái chiều cao của cái cây này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 127 mm và dựa theo cái tỷ lệ này tôi có thể đoán cái hình này tương đối vuông Nhớ là từ mép này này Tới đây là 127 này. Từ đây tới đây là 127 nha Rồi Đi từ cái rectangle luôn Cái cây sắt này cũng giống như cây sắt này Nghĩa là bề rộng của nó là 17 Chiều sâu là 20 17. 127 trừ đi 17 còn 110. Chiều cao. Lát nữa tôi sẽ xóa cái cạnh này. Đây là cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ còn tới tầm này thôi. Nghĩa là một nửa cái thành phía dưới. Nên là tôi sẽ lấy 127 Trừ đi 17 chia cho 2 8.5 Bằng 118 Ok Convert nó sang Edit of Bấm số 2 Xóa Được chưa nhỉ Rồi Thành phía trên rất là nhanh Tôi sẽ chuyển cái đối tượng vừa rồi Sang cái đối tượng poly Và chúng ta sẽ ít chút cái mặt này lên Edit poly Bấm số 2 quét Connect Ok Chuột phải Chamfer luôn 8.5 không xem mình. Ok. Bấm số 4 chọn màn này, giữ ship kéo lên. Báo số 4 thoát rồi Đưa lại đây Thì cái cách xếp dễ nhất đó là chúng ta sẽ đứng đúng vùng nhìn Front hoặc Left hoặc Right đúng không Đây là cái vật thể này tôi sẽ phải xoay nó một góc 45 độ Chuột phải Bấm phím E xoay Đó Giờ tôi xếp cái vật thể vào đây F Z kéo xuống align theo phương trục x. Center bằng center, ok. Kéo trục y một chút. Chọn vật thể này, kích vào đây. Trong thực tế, có lẽ cái cây này người ta sẽ uốn cho nó hơi cong một tẹo để cho nó ăn nhập với cái thanh phía dưới. Này. Nên ở đây tôi sẽ bấm số 2 này, connect. Thêm là hai số mình tương tự phía bên này. Chúng ta cần nhiều lưới hơn. Để ta đứng vùng nhìn tốt này, thoát qua độ 2, này. chọn FD 3 x 3 x 3. Bấm số 1 hoặc các bạn có thể kích vào biểu tượng mũi tên này. Kích vào Ctrl Print. Quét chọn. Đẩy. Bài trước học là gì nữa? nó phải có nhiều sức mình thì các bạn uốn cong được đúng không rồi ok và tương tự tôi sẽ chọn cái đầu bốn quét chọn những cái mặt này quét cho chuột nhé sau đó chúng ta đi tách bấm số 4 thoát kích vào đây bấm số 2 chọn giữ control. trôn nhảy đúc vào đây rồi làm tương tự giống như vừa rồi ấy. ok đây nữa connect ok kích vào S luôn cưỡng bức theo cạnh bấm số 1 đẩy Rồi. Qua đây, bấm số 2. Giữ control nhấn đúp. Connect. Ok. Giữ control nhấn đúp. Ok. Bấm số 1, chọn cái điểm này, kéo đây. Kéo đây. ngon rồi kích trả lại năm bấm số 1 thoát rồi. chọn cái đầu 4 chọn mặt này mặt này mặt này mặt này giữ ship hơi kéo lên một chút lần này thì tôi không muốn bỏ cái vật thể này đi luôn tôi vẫn muốn giữ nó lại này là edit poly bấm số 1 kéo những cái điểm phía dưới nhấc lên các bạn tự tượng được không như vậy chúng ta sẽ break những cái mặt này lại chứ còn các bạn mà đòi kéo mặt này lên sau đó break lại rồi uốn như vừa rồi ấy, vỡ mồm luôn bởi vì cái mặt đáy này của chúng ta này nó chỉ có bốn cạnh nhưng cái mặt này thì nó nhiều hơn năm cạnh nên do đó đấy tôi sẽ chọn cái vật thể này, bấm số 2 Nháy đúc vào cái cạnh này nó dư mà tôi xóa được không ấn Ctrl backspace xong chưa Ok Chuột phải attack với cái thằng này Chuột phải cái thúc lệnh Bấm số 4 Giữ control chọn thêm mặt này Mặt này Kích brick bình thường Chọn cái đội 2 Xóa những cạnh dư đi trôn backspace à, Lại lỗi lầm gì rồi Lý do là những cái mặt này nó lại ăn nhập với cái mặt phía trên. Mà mặt phía trên thì chúng ta đã uốn cong. Còn những cái mặt này lúc đầu chúng ta cố gắng vẽ nó phẳng. Nên là cái hình nó hơi bị méo mó một chút. Nhưng không sao. Các bạn giãn những cái segment này cho nó rộng một chút là được. Rồi, bấm số 2 thoát ra. Và các bạn cần thật lưu ý. Vừa rồi là tôi lấy cái vật thể này. Tôi ắt tách với cái đối tượng này. Chứ còn làm ngược lại thì cái pivot nó không nằm đây đâu. Có khi nó nằm ngay đây này thì lúc đó cũng không sao, các bạn bấm insert rồi di chuyển cái pivot vào giữa tầm thì thôi. Ok. Đếm lại. Ở đây bao nhiêu mặt? Lần này thì chúng ta chọn tới 10 mặt qua đây. Tôi sẽ đứng ở vùng nhìn tốt trước. Chọn cho nó dễ. Đây rồi. Chọn cái đầu 4, chọn mặt này, mặt này. Mặt này, mặt này, mặt này, mặt này bốn năm bốn năm ok giữ ctrl xóa đứng vùng nhìn right tương tự quét xóa hình này thì dễ rồi tôi sẽ đứng ở đây quét cẩn thận quét nhầm nhé bật f3 lên Đó, như vậy mới chính xác. Xóa. Việc còn lại quá dễ rồi, chọn cái vật thể này. Bấm phím E giữ shift lock. Ok. Attack. Bấm số 1, Ctrl A, well. Ok. Chọn cái đầu 1, kéo nhận điểm này lên. Vậy là xong. Tương đối là phức tạp, nhìn thì dễ. Làm mà chính xác mà chuẩn mà hơi khó đấy. Nhưng đừng bỏ cuộc nha, cố gắng làm giống như tôi làm. Rồi, chọn nó vào thế này, Chamfer 1.5 2 biến dạng nó cong kích vào đây smooth chamfer only tương tự với cái phần này chamfer luôn hai khá là ổn smooth chamfer only Okay tuyệt vời luôn đúng ra phía trên này nó có một cái vòng tròn nữa nhưng thôi không nhìn thấy rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ xong cái bàn này cố gắng hoàn thiện giống như tôi vừa làm nha và đừng có bỏ cuộc xấu hay đẹp nhưng cứ vẽ đi hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp